Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ hai, ngày 10 tháng 9 năm 2018, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác tổ chức. Tăng cường xúc tiến du lịch Quảng Bình đến các thị trường khách quốc tế. Quảng Trạch khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Ngân Thủy được mùa lúa vụ hè thu. Ngày 17 tháng 9 năm 1973, Chủ tịch Fidel Castro thăm Quảng Bình, Quảng Trị. Đây là sự kiện gây tiếng vang lớn trong dư luận quốc tế, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quan hệ hữu nghị Việt Nam-Cuba. Fidel Castro trở thành vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đến thăm đất nước Quảng Bình, vùng mới giải phóng Quảng Trị. Câu nói bất hủ của Fidel, vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình, là biểu hiện đỉnh cao của chủ nghĩa quốc tế vô sản. 45 năm trôi qua, những ký ức hình ảnh về vị lãnh tụ của đất nước Cuba vẫn in sâu trong trái tim người dân Quảng Bình, Quảng Trị. Chủ tịch Fidel Castro mãi mãi là người bạn lớn, người đồng chí và là người anh em vô cùng thủy chung thân thiết của dân tộc Việt Nam. Kể từ ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao mùng 2 tháng 12 năm 1960, hai dân tộc Việt Nam-Cuba luôn kề vai sát cánh trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do và bên nhau vững bước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đây thực sự là mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đã trở thành biểu tượng của thời đại, là tài sản vô giá mà hai đảng và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba luôn giữ gìn vun đắp. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 10 tháng 9, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức trên địa bàn tỉnh. Dự khai giảng có Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tham gia khóa bồi dưỡng có 133 học viên là cán bộ làm công tác tổ chức của tỉnh ủy, các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 9 năm 2018, các học viên sẽ được giảng viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Nội vụ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Hành chính Quốc gia, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ Quảng Bình truyền đạt 8 chuyên đề, gồm công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, quản trị tổ chức, con người trong kỷ nguyên số và cuộc cách mạng 4.0, đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo tinh thần nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 khóa 12 của Đảng. Tổ chức biên chế cán bộ công chức viên chức và cải cách chính sách tiền lương hiện nay, cải cách nền hành chính công, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của cả cơ quan nhà nước, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng hiện nay, một số kỹ năng về lãnh đạo quản lý nhân sự hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay, tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở Quảng Bình. Thông qua khóa bồi dưỡng nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cập nhật thêm những thông tin mới, những kiến thức cơ bản để nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu công tác tổ chức cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của tổ chức trong thời kỳ mới. Trong khuôn khổ hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 14 năm 2018, nhận lời mời của Sở Du lịch Quảng Bình, đoàn phóng viên báo chí nước ngoài đã đến Quảng Bình để khảo sát các điểm đến du lịch và tham dự tọa đàm xúc tiến du lịch Quảng Bình đến các thị trường khách quốc tế. Tại buổi tọa đàm, đoàn phóng viên báo chí nước ngoài đã được xem cả video clip và nghe đại diện Hiệp hội Du lịch Quảng Bình giới thiệu khái quát về các tiềm năng, lợi thế và các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh. Không chỉ là vương quốc hang động với quần thể những hang động kỳ vĩ không nơi nào có được, Quảng Bình còn có rất nhiều nét đặc trưng văn hóa, ẩm thực đặc sắc, những lễ hội gắn liền với truyền thống của quê hương được du khách quốc tế rất ưa chuộng. Những năm gần đây, khách du lịch đến với Quảng Bình, nhất là lượng khách quốc tế ngày càng tăng. Tính riêng tháng 8 năm 2018, khách du lịch đến Quảng Bình ước đạt 40.000 lượt khách, tăng 33,5%. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 15.000 lượt khách, tăng 40,6%. Thảo luận tại buổi tọa đàm, các phóng viên báo chí nước ngoài đã bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về những điểm đến du lịch của Quảng Bình mà đoàn đã được khám phá. Đồng thời, đặt nhiều câu hỏi cho đại diện lãnh đạo Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch Quảng Bình về những chính sách, giải pháp quảng bá xúc tiến du lịch trong thời gian tới. Trước đó, đoàn các phóng viên báo chí nước ngoài đã đi khảo sát Đồng Thiên Đường, Đồng Phong Nha, tham quan hang Tám Thanh Niên Trung Phong, đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường 20 Quyết Thắng, trải nghiệm du lịch khám phá hang Trà An.
Hội khuyến học tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với Hội khuyến học huyện Tuyên Hóa tổ chức trao học bổng tiếp sức đến trường cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của 8 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Học bổng tiếp sức đến trường được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội khuyến học tỉnh kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân hảo tâm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Tại buổi lễ, 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá 750.000 đồng đã được trao cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của thị trấn Đồng Lê và các xã Văn Hóa, Tiền Hóa, Châu Hóa, Ngư Hóa, Mai Hóa, Phong Hóa, Hương Hóa. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm động viên các em học sinh nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu đạt được những thành tích cao trong năm học mới 2018-2019. Ngày 9 tháng 9, Hội khuyến học tỉnh Quảng Bình và Hội khuyến học huyện Minh Hóa tổ chức lễ trao học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Minh Hóa. Dịp này, 40 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập ở các xã Trung Hóa, Yên Hóa, Xuân Hóa, Quy Hóa và thị trấn Quy Đạt đã được nhận học bổng từ chương trình tiếp sức đến trường nhân dịp bước vào năm học mới 2018-2019. Trong đó, 20 em được nhận học bổng của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Mỹ Hưng tài trợ, mỗi suất 500.000 đồng và 20 em được nhận học bổng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và huyện hỗ trợ được trích từ quỹ vì người nghèo, mỗi suất 1 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, là một xã miền núi, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, những năm qua, xã Quảng Liên đã khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo ra được nhiều ngành nghề để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân. Nhờ đó, qua 7 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến cuối năm 2017, xã Quảng Liên đã cán đích nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra. Xác định chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có tác động tích cực đến mọi mặt của đời sống xã hội. Do đó, trong quá trình triển khai thực hiện, xã Quảng Liên đã tập trung huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lấy sức dân để lo cho dân, nên trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã được người dân đồng thuận, nhiệt tình hưởng ứng. Để thực hiện cái chủ trương của Đảng, Nhà nước về hiến đất, hiến cây, hiến tài sản, thì gia đình của ông là đã thống nhất, bàn bạc là hiến là đất của là tường rào đã xây kiên cố 30 mét, rồi là 15 bụi tiêu, rồi cũng vận động là con cháu, bà con trong làng xóm trong thôn họ cũng thực hiện cái chủ trương này. Vì vậy mà cái thôn ba là một cái thôn cũng là xây dựng nông thôn mới, tất cả mọi người đều tham gia và hưởng ứng. Qua 7 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn xã đã huy động được trên 73 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Cuối năm 2017, xã Quảng Liên đã đạt được 19 tiêu chí nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra. Để giữ vững cái phong trào cũng như là cái xã đạt nông thôn mới, thì riêng đối với thôn 5 thì chúng tôi thì cũng là phối hợp với là các cái ban ngành trong thôn, đặc biệt là trực tiếp dưới cái sự chỉ đạo của là chi bộ đảng, để là lãnh đạo toàn dân là luôn luôn là xây dựng một cái tinh thần là vì là quê hương ngày càng là đổi mới. Hiện nay thì 117 hộ dân, chỉ có 7 hộ nghèo. Thì như vậy là chúng tôi là phải luôn giữ để làm thế nào đó là cái tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm xuống và cái tỷ lệ hộ mà khá trở lên là ngày càng tăng lên. Thì đặc biệt là trong cái công tác xây dựng về cái phong trào sản xuất kinh doanh là mình phải động viên được tinh thần của bà con là vươn lên để là làm giàu cho hộ gia đình để góp phần xây dựng thôn xóm. Để giữ vững và củng cố các tiêu chí đã đạt được, Quảng Liên xác định mục tiêu chính là phải duy trì và phát triển các tiêu chí tổ chức sản xuất, lao động có việc làm, thu nhập và hộ nghèo. Theo đó, xã Quảng Liên đã tập trung khuyến khích thành lập các mô hình phát triển sản xuất tập thể, hoạt động theo luật hợp tác xã, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực của xã, phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện. Một trong những mô hình kinh tế tập thể đem lại hiệu quả cao đó là hợp tác xã sản xuất kinh doanh ươm cây giống lâm nghiệp và cây ăn quả thuần trương, được thành lập từ năm 2017 với 15 xã viên. Trên diện tích 3,6 hectare đất trồng lúa kém hiệu quả, hợp tác xã đã cải tạo xây dựng vườn ươm giống cây lâm nghiệp phục vụ thị trường trong rừng kinh tế cho các địa phương trong và ngoài tỉnh. Đến nay, hợp tác xã đã xuất bán được khoảng 7 đến 8 triệu cây.
doanh thu khoảng 3 tỷ đồng, lãi ròng khoảng 700 triệu đồng, tạo được việc làm cho trên 200 lao động tại địa phương với mức thu nhập từ 3 đến 4,5 triệu đồng mỗi người một tháng. Để mà duy trì và phát triển các cái tiêu chí sắp tới thì như vậy là chúng tôi có mấy cái giải pháp như sau. Một là cái giải quyết việc làm cho là coi như là các cái đối tượng hộ cận nghèo, rồi là các cái đối tượng lao động mà hiện nay thì chưa có việc làm trên địa bàn, tổ chức lại cái sản xuất. Rồi vừa qua thì xã Quảng Liên chúng tôi là thực hiện cái việc dồn điền đổi thửa gắn với chuyển đổi cơ cấu các con vật nuôi, để là coi như ngoài cái phát triển nông nghiệp rồi song song với kết hợp là về lĩnh vực thủy sản, cái vấn đề cái môi trường vệ sinh an toàn thực phẩm là thực hiện rất là tốt. Còn riêng cái trường học thì hiện nay thì xã Quảng Liên chúng tôi có 3 trường, thì hiện đã có 2 trường là đạt chuẩn quốc gia. Hiện nay thì chúng tôi đang tập trung để là xây dựng cái trường trung học cơ sở để cuối năm 2018 này cũng là đề nghị trên để công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia. Đến nay, xã Quảng Liên đã thành lập được 2 hợp tác xã, 3 công ty trách nhiệm hữu hạn, 24 tổ mộc nề, cơ khí, nhôm kính, 3 cơ sở thu mua và khai thác rừng trồng, tạo được rất nhiều việc làm cho người dân địa phương. Nhờ phát huy được nội lực để phát triển kinh tế, chủ trọng phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn, dịch vụ, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể phù hợp với tiềm năng lợi thế của địa phương, nên Quảng Liên nâng cao được đời sống cho người dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 30 triệu đồng mỗi người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 3,8%. Đây là tiền đề quan trọng để Quảng Liên tiếp tục củng cố và giữ vững các tiêu chí đã đạt được, xây dựng Quảng Liên ngày càng phát triển theo hướng bền vững. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Quảng Trạch khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Ngân Thủy được mùa lúa vụ hè thu. Qua gần 3 năm thực hiện chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm giai đoạn 2016-2020, các mục tiêu chỉ tiêu về giảm nghèo, giải quyết việc làm trong năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân mỗi năm 2,42%, giải quyết việc làm bình quân hàng năm cho gần 35.000 người, xuất khẩu lao động bình quân hàng năm cho gần 2.900 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề mỗi năm tăng từ 2,5 đến 3%. Đến cuối năm 2017 đạt 41,3%. Đời sống của người nghèo và hạ tầng vùng nghèo được cải thiện rõ rệt. Việc làm cho người lao động cơ bản ổn định, bộ mặt nông thôn thay đổi đáng kể. Để chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm giai đoạn 2016-2020 đạt mục tiêu đề ra, thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên phân bổ sử dụng hợp lý, có hiệu quả mọi nguồn lực, bảo đảm lồng ghép chính sách giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm với các chính sách khác, thúc đẩy kết nối phát triển kinh tế xã hội giữa vùng khó khăn với vùng phát triển, tăng cường chỉ đạo ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tranh thủ thêm nguồn vốn của trung ương để hỗ trợ giúp cho hộ nghèo vay vốn xây dựng nhà ở, sản xuất kinh doanh, có thu nhập ổn định và thoát nghèo bền vững, nâng cao chất lượng công tác giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Những năm qua, cả cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã tích cực vận động hỗ trợ hội viên phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Nhờ vậy, nhiều hội viên đã được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, các chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuất kinh doanh, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế khá. Theo đó, cả cấp hội phụ nữ đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ mạnh dạn chuyển đổi, đầu tư phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tập trung hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn, chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuất kinh doanh. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng tích cực vận động các cấp hội xây dựng, thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất. Đến nay, toàn tỉnh có 28 hợp tác xã, 52 tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất do phụ nữ quản lý. Từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp tổ chức 8 lớp đào tạo nghề, thu hút trên 262 chị em phụ nữ tham gia. Trong đó có 147 chị em đã tìm được việc làm sau khi học nghề. Cùng với việc tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa, thời gian qua, huyện Quảng Trạch đã xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách khuyến khích, tạo điều kiện giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Phát huy tiềm năng thế mạnh sẵn có, thời gian qua, huyện Quảng Trạch đã tập trung phát triển các mô hình kinh tế tập thể, kinh tế gia trại, trang trại theo hướng hàng hóa với quy mô tập trung.
Ủy ban nhân dân huyện đã tạo mọi điều kiện để nông dân tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi, tranh thủ các nguồn lực từ các chương trình, dự án để hỗ trợ cho bà con nông dân. Đồng thời phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Nhờ đó, nông dân trên địa bàn huyện đã ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt chăn nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch đã hỗ trợ 1 tỷ đồng giúp nông dân phát triển kinh tế, trong đó hỗ trợ 450 triệu đồng cho các hợp tác xã triển khai thực hiện 12 mô hình chăn nuôi trồng trọt. Toàn huyện đã chuyển đổi được trên 200 hectare đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả, cà gây leo, nghệ, sen, lạc, ngô, đậu. Nhờ được hỗ trợ về vốn khoa học kỹ thuật, nhiều gia đình mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, mang lại nguồn thu nhập cao, giúp nông dân thoát nghèo bền vững. Trong những năm qua, phong trào trồng rừng kinh tế ở các xã trên địa bàn huyện Minh Hóa luôn phát triển, góp phần phủ xanh đất trồng đồi núi trọc, bảo vệ môi trường sinh thái và nâng cao thu nhập cho người dân. Năm 2018, xã Minh Hóa có kế hoạch trồng mới 320 ha rừng tập trung và 40 ha rừng phân tán để đảm bảo tốt các điều kiện cho vụ trồng rừng kinh tế đạt kết quả cao nhất. Ngay từ đầu năm, xã đã tập trung chỉ đạo bà con nhân dân phát dọn thực bì, đào hố để triển khai việc trồng rừng. Sau khi được giao kế hoạch, xã đã có văn bản hướng dẫn các thôn tổ chức cho các hộ dân đăng ký trồng rừng và trồng cây phân tán, đồng thời hướng dẫn bà con kỹ thuật trong trồng và chăm sóc rừng. Đến thời điểm hiện tại, xã Minh Hóa đã trồng mới khoảng trên 203 ha rừng sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, bà con nông dân xã miền núi Ngân Thủy, nơi chủ yếu là địa bàn sinh sống của người Vân Kiều của huyện Lệ Thủy, đang thu hoạch lúa vụ hè thu trong niềm vui được mùa. Trong những ngày này, bà con dân tộc Vân Kiều ở bản Cửa Mẹc, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy đang tích cực thu hoạch vụ lúa hè thu. Đây là vụ lúa hè thu đầu tiên trên chân ruộng hàng chục năm nay chỉ canh tác vụ đông xuân do thiếu nguồn nước tưới. Để tạo bước đột phá trong việc chủ động lương thực tại chỗ, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Ngân Thủy quyết định đầu tư và vận động đồng bào gieo cấy lúa nước vụ hè thu. Bản Cửa Mẹc được chọn để làm điểm với diện tích 40 ha lúa nước và chia thành hai vùng để phù hợp với điều kiện canh tác. Bên cạnh việc vận động thuyết phục bà con hưởng ứng, Ủy ban nhân dân xã đã hỗ trợ giống lúa chất lượng cao VC6, cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn khâu gieo trồng chăm bón. Cùng với thôn bản đảm bảo khâu nước tưới nên đã có một vụ mùa khá cao. Tôi là cảm ơn Đảng nhà nước, đã quan tâm quê hương của tôi, mà tôi ông gia làng. Cho nên nó ngày hôm nay trở thành là quê hương của tôi, đồng lúa mảnh móng của thọ lòng ngực mớ của dân. Cho nên tôi rất mừng. Có thêm một vụ lúa với năng suất khoảng 40 tạ một hecta đã tạo sự đột phá trong sản xuất lúa của bà con đồng bào Vân Kiều ở bản Cửa Mẹc nói riêng và xã Ngân Thủy nói chung. Điều đáng ghi nhận đó là bà con đã có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy thì vấn đề mà chủ động lương thực tại chỗ của bà con đồng bào dân tộc Vân Kiều xã Ngân Thủy phải nói là rất là khó khăn. Cho nên Ủy ban nhân xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và đặc biệt là tập trung chỉ đạo tại thôn Cửa Mẹc để triển khai cái sản xuất cái vụ lúa hè thu tại cánh đồng trên. Thì nhờ đó là vụ sản xuất hè thu năm 2018 vừa rồi đấy là phải nói bà con hết sức là hưởng ứng ủng hộ tích cực, và hôm nay là cái phải nói là cái kết quả hết sức là khả quan. Thì trong cái thời gian tới á, và vụ tới ủy ban sẽ tiếp tục là chỉ đạo quyết liệt hơn nữa cái trong cái vụ sản xuất tới, đặc biệt là vụ hè thu, mà quan điểm của ủy ban là sẽ là triển khai là gieo hết diện tích vụ hè thu cánh đồng trên và khả năng rằng là sản lượng sẽ cao hơn cái vụ này, và nhờ đó là cái đã thay đổi được cái nhận thức của bà con đồng bào dân tộc, và vấn đề thứ hai là cái bà con là cơ bản là chủ động được lương thực tại chỗ, và do đó là cái vấn đề xóa đói giảm nghèo là năm 2018 và những năm tới là sẽ là giảm rất là nhiều là trên địa bàn xã Ngân Thủy. Vụ hè thu năm nay toàn xã Ngân Thủy gieo cấy được 90 ha lúa, tăng gần 20 ha so với năm trước. Phần tăng diện tích này chủ yếu là ở bản Cửa Mẹc, sản lượng lương thực tăng trên dưới 80 tấn, góp phần chủ động khâu lương thực tại chỗ cho người dân trong xã. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin áp thấp nhiệt đới gần bờ trên biển Đông. Lúc 13 giờ ngày 10 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 121,4 độ Kinh Đông, cách Đài Loan khoảng 120 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, tức là từ 40 đến 60 km/h, giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên
khoảng 50 km, tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km và có khả năng mạnh thêm. Khoảng sáng mai 11 tháng 9, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào vùng biển Đông Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 11 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 119,2 độ Kinh Đông, cách Đài Loan khoảng 220 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 60 km một giờ, giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 80 km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông từ gần sáng và ngày mai 11 tháng 9 có mưa dông. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 12 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 115,7 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 240 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km một giờ, giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 100 km tính từ vùng tâm bão. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Ngoài ra, hiện nay trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương xuất hiện cơn bão rất mạnh, tên quốc tế là Mang-khút và đang mạnh thêm, có thể đạt cấp siêu bão. Bão Mang-khút có xu hướng di chuyển về phía Bắc Biển Đông trong 4 đến 5 ngày tới. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 10 ngày 11 tháng 9. Khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm 67 đến 97%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm 68 đến 97%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm 68 đến 95%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm 68 đến 97%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm 68 đến 95%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm 69 đến 92%. Khu vực thị trấn Quảng Hào mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm 68 đến 92%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm 69 đến 95%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m, biển động nhẹ. Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 9, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm 65 đến 97%.